មហាជនផ្ទុះកំហឹងបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់បង្ហោះរូបភាពយកសត្វចង្គៀលខ្ចងដ៏កម្រធ្វើម្ហូបថ្មីៗនេះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីរូបត្រីម្នាក់កំពុងកាប់សាច់សត្វស្លាប់មួយប្រភេទដែលគេសង្ស័យថាជាសត្វចង្គៀលខ្ចងដ៏កម្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ហូបអាហារដោយបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលទំនងជាការថតវីឡុករកប្រាក់តាមបណ្ដាញសង្គមរូបភាពចំនួន8សន្លឹកសោះផ្សាយដោយគណនីមួយឈ្មោះសហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30ត្រូវបានមហាជនផ្ទុះកំហឹងនិងបានស្នើសុំឲ្យមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើករណីនេះផងដែរយោងតាមផេកផ្លូវការរបស់សហគមន៍អេកូទេសចរកោះ30អ្នកព្រឹកថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានផុសរូបភាពព្រមទាំងសំណេរដែលមានខ្លឹមសារថាចង្គៀលខ្យងសត្វស្លាប់គួរឲ្យស្រឡាញ់បែរជាអ្នកផលិតមាតិកាអកតេមួយចំនួនយកមកច
nâng lược tật chất ở miền ca bóng phán chạm thiệt. Cả ốc rung sọc sai, nâng tụt tuôn phát bán tích tuyết bóng phót và sân bà ca án vọt bạp mần bán cực trung trối. Nụ, mà nụ nâng mần khai rõ á, nâng cơ rụp tàn nụ tề. Chỉ mùi khía nụ, có miền ca bánh chanh mà tệ phí xâm nạng mà hạ chốn, để bán pra bán đai sân cung, tờ lơ nẹ bẹp quán, nây krom mùi kết đập tối nì. Rô tay bà giói to khuôn, bà chia dốc sát bây, bà phết cầm rõ thua chia mà hộp á hà, đám bây phá lật video, rốt châm nô tam bà quán internet tờ vinh. Tù giang nà, chung vinh bánh hà nì, mà hạ chốn sân khâm tha, ả nhà thoa cả đôi chia mần trái bẹp quán, nâng miền châm nát ca đau tờ lơ, krom tàng nụ mần khàn. Rô bờ, bọn đòi to tờ tiết, bà nà thà sát bây Campuchia, nâng tàu lì hân hói miền sol nụ tề. Khả nạ, cổ xuống bà đà than, bàn thua chà lò nà ốc rùm, sọc sai giang tờ lùm tờ lì, nâng bàn xâm nông bò ôi bà chia bò rốt rùm khnê thay ra xa sát bây, tàng bà bộ sát sạp, sát chạy tộc bát, sát cỏ chương châm phim, lạ nâng lạ. Đòi bàn bòm phô, nâu dứt thân nê ca on tẹt xôn, đôi chân nè, ca đà dược sát sạp, bụi cầm rò mọc xâm lạp thua mô hộp à hà, hơi thót bằng hai chia xa thê ra nạ bếp nì, ả nhà thua miên xa mát kích mần cua mơ rầm lòng nụ lời. Mình mến còn tài chìa lùm nơi thang đọc cọ cà đài bần nô tế. Tài chìa tì cần lành để ai xâm rạ lùm hái. Rùm sai rò tục còn vòl, à rộng xa mọc xa mãn. Bần tô bì ca nơi hót bình mùi thang ấy. Cứ chìa tì thang bô bình đào xa kỳ đề sốc xúc hẹp mình cô chìa nì rộn.